anh em mà đang lưu thông ở trên cái đường cao tốc Cao Bồ nhá, Mai Sơn, lưu ý đây chúng ta đi qua trạm thu phí này. Nếu anh em nào mà mình đi ở cái làn tự động ấy, tiền tự động ấy, thì anh em nhớ nhá. Đây các bạn nhìn rất rõ này, ETC nhá, chúng ta phải chấp hành đầy đủ. Và trước khi vậy thì nhất là dịp Tết này thì anh chị em mình cố gắng kiểm tra cái tài khoản nhé. Đừng để chúng ta sẽ bị nộp phạt đấy. Ok, nếu như mà hết tài khoản rồi thì xin mời sang cái trạm thu phí phải dừng nhé. Ok, đây là cao tốc Cao Bồ Mai Sơn. Thì ở đây thì ở bạch vàng ở dưới đường thì các bạn nhìn thấy rõ nét nhất. Tốc độ tối đa cho phép là 80, cao nhất là 80, còn tối thiểu là 60. Đây bạch đôi, bạch vàng đây, chúng ta thấy là nét không đứt nha, như một giải phân cách luôn. Vậy thì chúng ta thấy là đường này là đường hai chiều đấy, phân làm hai làn chiều xe chạy, nên chúng ta lưu thông ở trên này chúng ta đặc biệt lưu ý. Đây cái bạch vàng này, bạch đôi này, chúng ta để ý rất là rõ nét, rất là sắc nét. Anh em nhân dịp năm mới thì thay mặt cho người làm kênh thì cũng gửi đến tất cả quý anh chị lời chúc năm mới 2024 một sức khỏe dồi dào, làm ăn phát đạt, hạnh phúc và mày gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Đây xương cá đây, ok. Cảnh Tết thì rất là đẹp. Và chúng ta vừa qua một cái trạm Cao Bồ Mai Sơn, thì ở video tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn, nếu như chúng ta không chạy đường cao tốc Cao Bồ Mai Sơn qua Thanh Hóa Ninh Bình thì chúng ta sẽ có cách đi ở đường trong. Đây một cảnh view đường Tết rất là vắng, nhưng mà chúng ta cũng nên đi với tốc độ vừa phải, tốc độ tối đa cho phép thôi. Ok, chúng ta nhìn thấy cảnh đẹp, thời tiết rất là mát mẻ, rất là vui vẻ. Và toàn bộ đây là những cái video mà khai xuân. Đây là đoạn hết cầu Cao Bồ Mai Sơn, chúng ta sẽ tiếp tục cuộc hành trình về quê ăn Tết rất là vui. Đây là trạm đi vào phía nam này. Ok, bãi dừng xe khẩn cấp 1 km. Chúc anh em lái xe an toàn nhá. Ok.